Đi tên một cái hàng, đi tên con một cái hàng không? Thử không? Chuyển đi, nói cô ghi tên con một cái hàng thôi. Rồi hỏi hỏi cô rồi sao? Hả? Người phụ lễ đặt ly rượu xuống, sau đó hướng về bàn sở lễ, nhận ly rượu làm từ nửa trái bầu từ thầy chủ lễ và chuyển cho tân lang tân nương. Xin chào, chim chúc.
시간은 2시밖에 안 해. 술을 따른 다음 신랑 신부에게 열려 주세요. Người phụ lễ rót rượu vào ly trái bầu, sau đó chuyển cho tân lang tân nương. 신랑과 신부는 2시밖에 안 받아서 가슴을 올려 서로 비유자에게 맹세하세요. Tân lang tân nương nâng ly rượu cao ngang ngực và bắt đầu thề ước với nhau. 오빠 진호 신랑 신부는 2시밖에 안 비유자에게 건네줍니다. Tân lang tân nương chuyển ly rượu bầu cho người phụ lễ. 신랑의 술잔은 성신홍실 위로 신부에게 건네주고 신부의 술잔은 성신홍실 밑으로 신랑에게 건네주세요. Ly rượu của tân lang được chuyển qua trên sợi dây tơ hồng. Ly rượu của tân nương được chuyển qua dưới sợi dây tơ hồng. 신랑과 신부는 서로 응원 하세요. 신랑 신부는 자발. 마지막 술잔을 남기지 말고 다 마십니다. 신랑 신부는 uống cạn ly rượu trái bầu. 이제 술잔을 내려놓습니다. Người phụ lễ đặt ly rượu trái bầu xuống. Bất cha, xin lắng nghe anh cho tôi chút xíu. Tân lang bắt đầu dùng nước nhắm. Xin lắng nghe anh cho tôi chút xíu. 신부님께 드립니다. Người phụ lễ sẽ cầm ly rượu nửa trái bầu và giao cho thầy chủ lễ. 신부님께서는 둘만 안에 든 대접을 지금 하나로 합치고 있습니다. Bây giờ ly rượu làm từ nửa trái bầu đã được hợp nhất thành một. 여러분, 박수 부탁드리겠습니다. Xin cho một tràng pháo tay. Tân lang tân nương đã được hợp nhất thành một cặp sống hạnh phúc trọn đời. 그렇죠. 이제는 신랑 신부 앞에 있는 합동상을 거둡니다. Người phụ lễ sẽ dọn màn hộp cẩm sang một bên. 일어나세요. 신랑과 신부는 đứng lên. 복복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 복
하세요. 신부는 몸을 굽혀 담배를 하세요. 예필 철사 이상으로 전 동호회 시연을 모두 마쳤습니다. 감사합니다. 다음 신랑신부와 고려당이 여러분께 인사드리는 순서가 있습니다. và tiếp theo là tiết mục chụp hình kỷ niệm với lại Tân An và Tân Lương ạ. Xin mời
mời quý vị và các bạn cùng bước lên sân khấu và chúng ta sẽ chụp hình kỷ niệm với Tân Lan Tân Nương ngày hôm nay. Xin mời các bạn. Quý vị khán giả có thể lên sân khấu chụp hình kỷ niệm ở trên đây ạ. Xin mời ạ. Xin mời các bạn có thể bước lên sân khấu để chụp hình kỷ niệm với Tân Lan và Tân Nương ngày hôm nay. Xin mời các bạn khác nào, mời các bạn bước lên sân khấu. Chúng ta có thể thoải mái chụp hình kỷ niệm trên sân khấu chung với lại cô dâu chú rể ngày hôm nay. Xin mời các bạn. Bạn cô dâu chú rể đâu rồi ạ? Lên chụp hình chung đi, đưa camera chị chụp cho. Mời các bạn lên sân khấu, chúng ta chụp hình kỷ niệm trên sân khấu ạ. Cái này tiền mừng thiệt đó nha. Số hoa chia nha chứ sao. Còn bạn nào chụp không ạ? Mời các bạn lên sân khấu chụp hình kỷ niệm ạ. Thôi chụp lại thôi, các bạn lên sân khấu. Tổng bác tôi xin kỷ niệm cho cô kia rồi. Chụp lại đẹp không? Chụp lại đẹp không? Bà giải ý xa mà hình bà giải là lưu xe hả? Chụp lại đẹp không?